và chuẩn bị tập hát đám cưới bây giờ của anh chị. Anh chị hát chung kết chầu cầu được không? Để anh chị lựa bài hát này. Ok rồi, son trưởng son trưởng. Chiều chiều hôm nào ta bay cờ. Ok rồi. Diễm tình ca ba. Diễm tình ca ba anh kiếm đi anh. Cái này giống như mới chơi miệng mèo vậy đó chị ơi. Cháy tỏi. Cháy tỏi. Mày mới mất rồi. Ta thử chứ, ai thử trước đi. No, disco quá. Ok, rồi nha. Cầu chúc. Thôi, cầu chúc anh Tuấn với chị Vân hạnh phúc nha. Ngày hôm nay tiếng hát bay cao, vì bên nhau chưa đến tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Ngày mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, cần xin chị cầu gì chị được đấy thì chị nhận được ơn. Nhưng mà trong cuộc sống của em á, thì em thấy em có được ơn, em cũng cầu rất nhiều và cũng được rất nhiều. Em thấy là mình nhiều khi nói với Chúa là con đâu xứng đáng vậy đâu, sao con xin gì Chúa cũng cho vậy. Dạ, đấy là cái điều em cảm nhận. Rồi mới lại em cũng muốn chia sẻ mọi người là ráng ráng nói đi lát cho con cua. Đúng như là nhiều khi em thấy là mình không phải là mình phụ nữ là mình nhịn nhục, mình phải chịu đựng, nhưng mà mình muốn thay đổi một ai đó thì mình là người phải thay đổi trước. Mình phải nhận cái thiếu sót của mình trước, rồi nhiều khi mình thấy là cái đó mình đúng mà tại sao mình phải chịu. Nhưng mà để em cầu nguyện là Chú ơi, con biết là cái bản thân con người con không thể thay đổi được cái người đó. Con xin Chúa là con chịu nhận cái đó trước, và xin Chúa hãy từ từ biến đổi để thay đổi. Thì cái bản thân con á, thì trong cuộc sống gia đình con không có gì hết, nhưng mà trong bây giờ chị nói đó, em là mẹ em trai của em, và rất là nhiều lúc mà giống như em là phải chịu đựng. Rồi em cũng cầu nguyện với Chúa từ từ Chúa biến đổi. Thì thực sự là qua 3 năm Chúa biến đổi rất nhiều. Thằng em bây giờ nó suy nghĩ rất là giống như chững chạc, và nó tự mình thấy là ở cái lúc đó nó sai, nhưng mà nó nói là nó phủ nhận là nó đúng, có nghĩa mọi chuyện là mình sai, nó không nhìn thấy. Nhưng em cầu nguyện mọi lúc là em tất nhiên là cũng có cãi lại, chị em cãi qua cãi lại, nhưng mà trong những cái buổi cãi cọ đó thì em có cầu nguyện với Chúa là dù sao con cũng là chị, là con phải nhường hết, rồi con phải xin Chúa biến đổi em con mỗi ngày. Thì con thấy là từ từ á, trong những cái lúc làm á, nó cũng nhận ra là cái đó nó sai, tự nó là nó nhận ra là ở lúc đó mình nói sai, vì về sau nó cũng có lúc nó cũng làm sai như vậy. Thì con thấy là để Chúa biến đổi người đó tốt hơn là mình là người nên là xin biến đổi, cầu nguyện nhiều cho người đó.
xin Chúa để Chúa biến đổi người đó, chứ mình cũng là con người thôi, mình không thể nào mình biến đổi được ai hết. Nhưng mình làm việc tốt thì Chúa sẽ là người mà để cho người đó nhận ra là cái đó là người đó sai. Tại vì rất nhiều người là người ta cái tôi rất là cao mà người ta không chịu chấp nhận người ta sai. Dạ, ngay cả cả bản thân mình, nhưng mà em thì em được ơn là em cầu nguyện nhiều. Xin biết rồi. Mỗi chuyện đó thì em đều cầu nguyện, em cũng chia sẻ mọi người là như mình cứ cầu nguyện, mình tín thác vào Chúa và mình tin rằng là Chúa là người biến đổi và sẽ giúp mình vượt qua được những cái lúc đó. Wow. Thì thực sự là mình cảm thấy là mình cứ làm đúng lương tâm của mình, mình đừng có xem xây là mình sai hay mình đúng hay là mình thiện hay mình hơn. Cái đó là em nhận bản thân em, thì em muốn chia sẻ với các anh chị thôi. Cũng đủ rồi. Dạ, em nghĩ là nhờ lời cầu nguyện của Chúa sẽ biến đổi. Biết bài đó gì? Làm cuộc sống mình tốt hơn. OK, rồi mình đề nghị tất cả quý anh chị em chúng ta chắc cái bài này ai cũng đều biết. Chúng ta hát bài bài Kinh Hòa Bình của Francisco Assisi. OK, là thử được không? Thấp quá, rê thử. Cái đó thì lại cao, cái đó thì quá cao. Cha biết bên em cha. Chị tiền đồ đây có đi. Cái gì? Okay. Okay. Đây anh coi cái tàu mình này. Đó, từ lát nó đi. Okay. Xin biết đổi. Bài đó cầu nguyện đó. Mi thử xin biết đổi. Mi thử. Xin biết đổi em có gửi qua rồi đó. Mi thử. Dạ. biết bài xin biết đổi không? OK.